chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai của cái chương 1 đó là các thao tác cơ bản về tập tin bao gồm à, thao tác đầu tiên đó là tạo một tài liệu mới để tạo một tài liệu mới thì các bạn có thể sử dụng một trong ba cách sau đây cách thứ nhất các bạn nhấn chuột vào cái biểu tượng New Blank Document trên cái thanh truy cập nhanh cách thứ hai các bạn nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl N trên bàn phím cách thứ ba các bạn có thể vào File chọn vào New sau đó các bạn chọn vào Blank Document à, khi một tài liệu mới đã được tạo ra rồi thì trước khi các bạn soạn thảo văn bản thì điều quan trọng là các bạn phải lưu tài liệu đó lại và để lưu được tài liệu thì các bạn lựa chọn một trong ba cách sau đây cách thứ nhất các bạn nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl S trên bàn phím cách thứ hai các bạn có thể nhấn vào cái biểu tượng Save trên cái thanh truy cập nhanh ở cách thứ ba các bạn có thể chọn vào File chọn Save chọn Browse lúc này hộp thoại Save as, xuất hiện các bạn chọn cái vị trí lưu tập tin trên máy tính sau đó đặt tên cho tập tin tại cái mục File Name chọn định dạng file sẽ được lưu nó có hai cái định dạng. Cái định dạng .docx là cái định dạng cho cái Office phiên bản 2007 trở lên. Cái định dạng .doc là áp dụng cho cái phiên bản Office 2003. Tùy cái nhu cầu và cái mục đích sử dụng của các bạn thì các bạn chọn một trong hai cái định dạng đó cho phù hợp. Sau đó các bạn nhấn save để lưu lại. Nếu trong máy tính của bạn thì khi bạn lưu ấy nó không hiện cái đuôi file này. Các bạn mở một folder bất kỳ, sau đó các bạn chọn organize, chọn layout, tích chọn menu bar nếu mà máy của bạn nó đã hiện cái thanh menu bar này các bạn có thể bỏ qua cái bước này. Sau đó các bạn chọn vào cái thẻ Tune chọn folder option. Khi đó hộp thoại folder option xuất hiện. Các bạn tích chọn vào cái thẻ view. Sau đó các bạn bỏ tích chọn trong cái mục hide extension for no file type và nhấn ok. Trong trường hợp các bạn có một cái file gốc các bạn muốn lưu trong một cái bản khác thì các bạn làm như sau. Các bạn vào file, sau đó chọn save as, chọn browse, chọn vị trí lưu tập tin đặt tên mới cho tài liệu, chọn định dạng lưu cho tập tin, sau đó chọn save. Khi đó Word sẽ tạo ra một cái văn bản giống như cái văn bản gốc và trong khi cái văn bản gốc của bạn nó vẫn giữ nguyên, các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa trên cái file này như bạn mong muốn. Các bạn có thể thấy, mỗi khi các bạn nhấn save để lưu tài liệu, khi hộp thoại Save xuất hiện, nó sẽ xuất hiện cái vị trí lưu mặc định của Word và bạn có thể thay đổi cái vị trí lưu tập tin mặc định này bằng cách sau đây: các bạn chọn một file, chọn option tại work option xuất hiện các bạn chọn vào save sau đó các bạn chọn để cái mục là save to computer by default các bạn chọn vào browse sau đó các bạn chọn vị trí lưu tập tin và nhấn ok khi đó là cái vị trí lưu tập tin mặc định của bạn nó sẽ thay đổi mỗi khi các bạn đưa một tập tin mới thì cái tập tin đó nó sẽ xuất hiện trong cái vị trí mà các bạn vừa cài đặt khi các bạn soạn thảo văn bản các bạn nên bấm lưu tài liệu thường xuyên để tránh trường hợp mất dữ liệu khi gặp các sự cố như là mất điện hay là những trục trặc về máy tính và cái vị trí lưu của tập tin thì tốt nhất là các bạn nên lưu vào các ổ đĩa khác ngoài ổ đĩa C mà không nên lưu tập tin ở ngoài desktop. Bạn có thể thay đổi được cái thời gian lưu tập tin mặc định ở trong Word bằng cách các bạn thay đổi thời gian lưu mặc định trong Word là 10 phút này thành thời gian bạn mong muốn. Ví dụ là tôi muốn lưu tài liệu sau một phút thì tôi nhập một vào đây. Trong trường hợp cái file văn bản của bạn sử dụng nhiều phông chữ khác nhau để tránh cái trường hợp mà file bị lỗi phông khi chuyển sang một máy khác thì các bạn làm như sau: các bạn tích chọn một cái mục Embed Fonts in the file sau đó tích chọn bằng hai cái thì chọn bên dưới chức năng này có nghĩa là nhóm cái phông chữ vào cái văn bản hiện tại và cuối cùng là nhấn ok chúng ta sẽ sang cái thao tác thứ ba đó là mở một tài liệu có sẵn để mở một tài liệu có sẵn thì các bạn nhấn thuộc phím Ctrl O chọn Browse chọn đến cái tài liệu mà bạn muốn mở sau đó nhấn vào Open hoặc là cách thứ hai các bạn có thể chọn vào File chọn Open chọn Browse chọn đến cái tài liệu mà bạn muốn mở sau đó nhấn vào Open trong trường hợp các bạn muốn xuất cái file sang cái dạng đuôi PDF thì các bạn làm như sau các bạn chọn vào thẻ File Sau đó chọn vào Export Chọn Create PDF Khi đó hộp thoại Publish as PDF xuất hiện Bạn chọn vị trí lưu tập tin Đặt tên cho tập tin Sau đó nhấn vào Publish Và cái thao tác cuối cùng Đó chính là thoát khỏi môi trường làm việc Để thoát khỏi môi trường làm việc Các bạn thực hiện một trong các cách sau đây Cách thứ nhất là click chọn vào biểu tượng Close Ở góc bên phải trên cùng của cái thanh Ribbon Hoặc là các bạn có thể nhấn tổ hợp phím tắt Ôn F4 trên bàn phím còn cách thứ ba các bạn có thể vào file just close để đóng cái tài liệu của bạn lại